trước khi bà con bắt con giống bên tôi là tôi với bà con là nói chuyện bằng hợp đồng và nói chuyện bằng văn bản. Thì lúc đó tôi sẽ hỏi bà con là bà con là ý định là ví dụ như anh và chị là ký hợp đồng với tôi là 5 năm hay 10 năm, tôi chia làm hai cữ. Có nghĩa là mình đang có hai chính sách, hai. Một là 5 năm và hai là 10 năm, đúng không ạ? Thì lúc đó là bà con bảo tôi, anh Mạnh, tôi ký với anh tạm thời là 5 năm. Thì tôi sẽ ký 5 năm. Hết 5 năm mà bà con vẫn chưa có đầu ra thì tôi lại ký 5 năm tiếp theo. Dạ. Với giá trị cố định trong 5 năm đó, ví dụ như con rúi là 700 ngàn trên 1 kg. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Trong những năm qua thì bên cạnh những dòng động vật thông thường đã quá là thân thuộc với bà con như là con lợn, con gà, con trâu, con bò, thì bên cạnh đó thì một số những cái dòng động vật hoang dã mang lại giá trị cao thì cũng rất được bà con quan tâm và tìm hiểu. Điển hình như là con rúi mốc đại với cái giá giống không phải là quá cao nhưng mà cái hiệu quả kinh tế so với những cái dòng động vật thông thường mang lại cho bà con cũng khá là lớn. Chính vì thế nên hôm nay chúng tôi đang kết nối bà con gặp gỡ một người đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực là chăn nuôi và thuần hóa dòng rúi mốc đại này. Và xin giới thiệu với bà con, bên cạnh tôi đây là anh Mạnh, là chủ của trang trại chăn nuôi động vật hoang dã tại tỉnh Đồng Nai ạ. Em chào anh ạ. Anh chào em. Tôi xin chào kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Chào toàn thể bà con. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Bùi Công Mạnh. Dạ. Như nhiều video trước thì bà con biết đến tên tôi. Tôi là chủ chuỗi trang trại nuôi con động vật hoang dã. Trang trại của tôi gồm có con rúi, con giòn, con trồn và con treo treo. Dạ. Thưa anh Mạnh, thì như hiện nay em được biết là trang trại anh Mạnh đang chăn nuôi rất là nhiều những dòng động vật khác nhau. Và bên cạnh đấy thì có hai dòng rúi, thì anh có thể cho bà con được biết về hai dòng rúi này và lý do vì sao mình lại lựa chọn hai cái dòng rúi này để chăn nuôi? Vì là hiện nay ngoài thị trường thì cũng còn rất là nhiều những cái dòng rúi khác. Vâng, tôi cũng xin chia sẻ với bà con là như này. Tôi đã phát triển nuôi cái con rúi này gần 20 năm nay rồi. Thì ngày xưa thì tôi cũng nuôi con rúi, thì đó là con rúi Việt. Thì con rúi Việt thì thứ nhất là cái trọng lượng nó nhỏ con. Dạ. Thứ hai nữa là cái sinh sản của nó cũng không được tốt lắm. Dạ. Chính vì thế là tôi đã cái con rúi Việt tôi đã loại bỏ hết rồi. Thì bây giờ chủ lực chính của trang trại tôi là tôi nuôi con rúi mốc đại Trung Quốc và con rúi má đào Thái Lan. Thì nói về cái con rúi mốc đại Trung Quốc với con rúi má đào Thái Lan so với con rúi mốc Việt Việt Nam mình ấy, thì nó hơn rất nhiều. Dạ. Thứ nhất là cái trọng lượng của nó thì nó bự con hơn. Ví dụ như con rúi mốc đại Trung Quốc, đây tôi lấy ví dụ luôn cho bà con này. Đây tôi bắt một con lên để cho bà con xem nhá. Đây là con rúi mốc đại Trung Quốc. Thì ngày trước ấy thì con rúi Việt Nam ấy. Dạ. Thì nó nhỏ, nó con nào bự nhất thì nó chỉ được 8 lạng đến 1 cân thôi. Dạ. Nhưng đối với con rúi mốc đại Trung Quốc thì nó cũng có con nó to nhất là nó đạt đến 3 cân rưỡi đến 4 cân. Như dạ. Con này nó hơn 3 kg đây, nhìn bà con để ý cái bàn tay của tôi này. Dạ. Đấy, khá là lớn anh ạ. Đấy, thì dạ. Là nói về trọng, đây tôi đang nói về trọng lượng thì nó bự con hơn. Còn nói về sinh sản thì nó lại đẻ tốt hơn. Dạ. Đấy. Thì ví dụ con rúi Việt thì đôi khi nó cũng đẻ 1 đến 2 con. Cũng có con nó đẻ 3 4 con. Nhưng đối với con rúi mốc đại Trung Quốc thì là trung bình của nó là 3 đến 4, còn con nào cũng có con nó đẻ 5 đến 6 con. Còn đối với con rúi má đào Thái Lan thì cũng có con nó đẻ trung bình của nó là 6 đến 7 con, dạ. Cũng có con nó đẻ 8 con. Dạ. Đấy. Thì vậy anh ơi, vậy thì chăn nuôi nó có dễ không ạ? Thật ra thì là cái nguồn thức ăn thì nó cũng ăn tương đồng như con rúi Việt thôi. Dạ. Đấy thì nó ăn tất cả cái loại tre, ngô và mía thì nó ăn tương đồng như nhau. Đấy thì nói về nguồn thức ăn thì nó giống nhau. Nhưng nói về sức đề kháng thì con này tất nhiên là nó bự con hơn thì sức đề kháng nó sẽ tốt hơn và nó đẻ sai hơn. Dạ. Có nghĩa là nó dễ thuần hóa hơn đúng không ạ? Dạ. Và như em thấy là bên trong những cái ô chuồng như thế này thì mình có thể chăn nuôi được rất là nhiều cá thể ở đây. Thì như đối với con mốc Việt thì em thấy là nó khá là dữ. Khi mà mình chăn nuôi mà có thể chăn nuôi tập trung bầy đàn như thế này thì nó rất là dễ xung đột và cắn nhau ấy ạ. Thì mình rất là khó chăn nuôi. Thì như con rúi này thì cái tỷ lệ ghép đôi là mình ghép đôi như thế nào? Và những cái ô chuồng này là mình đang chăn nuôi thương phẩm hay là sinh sản vậy? Vâng, đối với con rúi Việt Nam ấy, đợt trước tôi nuôi ấy thì là
đôi khi nó rất là khó tính. Dạ. Nó gọi nó dữ. Dạ. Vì nó là con dúi vẹt dúi rừng mà. Nó dạ. Ví dụ như là tôi có thể là cho một hai con vào một ô là thậm chí là cắt chết nhau. Nhưng đối với con dúi mốc đại Trung Quốc và con dúi má đà Thái Lan thì là nó đã rất là hiền. Thì bà con có thể là một cái ô lớn mà bà con có thể là nuôi cho nó ghép là một con đực, hai con cái, à, ba con cái hoặc bốn con cái được. Nó không phải là cắn nhau. Dạ. Nhưng con dúi Việt ngày trước tôi nuôi ấy, là nó cắn, thậm chí tôi vô tình tôi không để ý là cắn chết nhau luôn. Dạ. Thì nó rất là thiệt hại cho bà con. Dạ. Đấy. Còn nói về ghép đôi là như thế, còn nói về sinh sản thì nó sẽ nó sinh sản tốt hơn. Đấy. Và sức đề kháng thì nó rất tốt hơn rất nhiều so với con dúi Việt Việt Nam. Dạ, nó có rất là nhiều ưu điểm vượt trội hơn là cái con dúi Việt mà trước đây mà mình chăn nuôi như thế. Thì cái giá trị của nó có được như là cái con dúi Việt hay không ạ? Cái giá trị thương phẩm của cái con này thì nó là sẽ cao hơn con dúi Việt. Dạ, có đấy. Nghĩa là chất lượng thịt của nó là nó vẫn đảm bảo rất là thơm ngon. Đúng và rồi. Cái giá trị của nó cũng cao hơn cao, đúng không ạ? Nó cao hơn con dúi Việt ấy, vì là trang trại tôi là cũng chăn theo tự nhiên. Vì là còn ngoài tự nhiên như thế nào thì trang trại tôi cũng cho nó ăn y như thế. Dạ. Thì nguồn thức ăn của nó chính của nó thì cũng chủ yếu là ngô, tre và mía. Dạ. Còn nói về chuồng trại thì tôi cũng xin chia sẻ sơ qua cho bà con một chút. Đối với con dúi mốc đại Trung Quốc thì bà con có thể là tận dụng cái nhà không sử dụng đến là một, hoặc như chuồng gà, chuồng lợn. Và bà con sau đó là đối với con dúi mốc thôi nhá, thì bà con có thể mua cho tôi ra cửa hàng vật liệu, mua cho tôi cái gạch men 50-50 gạch loại thôi, thì bà con có thể về định hình nó lên và sau đó là bà con cũng dùng cái keo silicon bắn vào bốn góc là bà con có thể nuôi được con dúi mốc đại Trung Quốc này rồi. Còn đối với con dúi má đào Thái Lan thì tôi cũng khuyên bà con là mua cho tôi cái gạch men 60-60. Vì con má đào Thái Lan là thứ nhất là cái trọng lượng của cái con má đào Thái Lan nó to con hơn. Dạ. Nó trưởng con hơn nên bà con phải dùng cái gạch men 60-60 như cả bên trang trại tôi bên kia. Dạ. Thì nó cao hơn thì tránh con dúi nó thất thoát ra ngoài. Dạ. Vậy thưa anh thì cái giá trị của nó hiện nay ngoài thị trường nó đang có giá là bao nhiêu và cái hiệu quả kinh tế nó đem lại như thế nào? Nói về giá trị con dúi này đem là lời lại cho tôi thì so với con động vật nuôi thông thường thì nó cao gấp 2, gấp 3 lần. Đối với giá trị và chất lượng của cái con dúi này ấy, thì là bây giờ ngoài thị trường tôi đang bao tiêu cho bà con là 600.000 đến 700.000 trên 1 kg. Vậy thì cái một năm thì bà con có thể thu về được lợi nhuận là bao nhiêu từ một cái cặp dúi sinh sản này ạ? Vâng, đối với một tôi lấy ví dụ bà con nuôi một cặp dúi thôi thì là cái lợi nhuận biên đem về cho bà con là trong vòng một năm thì đâu đấy là bà con thu về 6 đến 7 triệu đồng trên một cặp dúi. Dạ. Như anh Mạnh cũng có vừa chia sẻ về cái hình thức chăn nuôi con này thì nó rất là đơn giản, rất là nhàn đúng không ạ? Đấy là cái ưu điểm vượt trội của nó. Mà cái thức nguồn thức ăn của nó lại rất là đơn giản như thế. Mà cái lợi nhuận một năm nó mang về nhỉ? Con số 6 đến 7 triệu mà so với những cái dòng động vật khác thì nó cũng là một con số rất là lớn. Và anh có thể cho bà con cũng như là em được biết là vậy thì khi mà mình chăn nuôi con này thì mình đòi hỏi nhiều về kỹ thuật không? Cũng như là mình có cái sự đồng hành của mình cùng với lại bà con trong quá trình mà bà con chăn nuôi không ạ? Nói về kỹ thuật thì con này thì nó cũng nói bảo khó thì cũng là khó và dễ thì cũng rất là dễ. Thì vì là cái con này nó là con động vật hoang dã. Dạ. Nên là cái sức đề kháng của nó rất là tốt. So với con động vật nuôi thông thường ấy thì nó vượt trội hơn rất nhiều. Dạ. Thì bà con lưu ý cho tôi là mỗi thứ nhất là cái nhiệt độ. Thứ hai là cái nguồn thức ăn. Tôi lấy ví dụ như là cái nguồn thức ăn chẳng hạn. Là bà con nó ăn ngô, tre và mía. Thì bà con lưu ý cho tôi là lựa chọn ngô không bị ẩm mốc là một. Thứ hai nữa cái mía là bà con dùng cái vỏ cạo mía cạo hết cái phấn ngoài đi cho tôi là hai. Và cái ống tre thì bà con có thể chặt cái cây tre ra. Đôi khi cái cây tre thì nó cũng có ống nó bên trong nó bị sâu. Nó bị sâu nó thì bà con nó loại bỏ những cái sâu đi. Dạ. Và bà con lưu ý cho tôi là lựa những cái ống tre nó bên trong nó trắng, nó vả cho con dúi này nó ăn là tốt nhất. Thứ ba nữa là ví dụ bà con vì nó ăn mía ngô tre
và thân cây của voi thì ví dụ như là bà con chặt cây tre chẳng hạn hoặc cây chặt cây mía thì bà con tránh cho tôi chặt vào trời mưa. Ví dụ như bà con chặt vào trời mưa thì bà con nên về để nó ráo nước đi, vì là bà con về cho nó ăn ngay, vô tình con rúi nó ăn vào cái hạt nước mưa đó nó cũng dẫn đến đau bụng đi ngoài, vì cái nước mưa nó có hàm lượng axit. Chính vì thế tôi cũng khuyên bà con là để ý cho tôi những cái kỹ thuật đó để mình làm sao mình tránh được những cái rủi ro không muốn, đúng không? Để bà con chăn nuôi thành công. Dạ. À, cũng đúng như anh nói là khó thì không phải khó, dễ thì cũng không hẳn là dễ. Dễ với người mà chịu khó học hỏi, tìm tòi và mình đã quyết tâm là mình chăn nuôi nó để làm kinh tế thì mình cũng sẽ phải lưu tâm để ý đến nó, đúng không ạ? Và sẽ khó với những người mà nghĩ rằng là chỉ bắt nó về xong rồi bỏ bê nó thì sẽ không thể nào mà thành công được, đúng không anh? À. Dạ. Và hiện tại thì đối với con rúi này thì mình xuất bán cho bà con thì mình có những cái chính sách hỗ trợ gì cho bà con không anh? Như trang trại tôi vẫn đang có cái chính sách hỗ trợ bà con. Thứ nhất là phần kỹ thuật là một. Thứ hai đó là chất lượng con giống. Và thứ ba nữa là trước khi bà con bắt con giống của trang trại tôi là tôi sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho bà con. Và có thể tôi sẽ ký hợp đồng bao tiêu đầu ra cho bà con để cho bà con yên tâm chăn nuôi. Vì cũng có một số bà con là alo cho tôi là họ cũng trăn trở là tôi chăn nuôi chảy sợ sau này tôi có chăn nuôi thành công rồi thì tôi không biết bán cho ai. Chính vì thế nên là tôi ký hợp đồng bao tiêu đầu ra cho bà con để cho bà con yên tâm chăn nuôi. Dạ, với thời hạn là bao nhiêu và cái giá mà mình bao tiêu là bao nhiêu? Cái thời hạn thì là như này. Trước khi bà con bắt con giống bên tôi là tôi với bà con là nói chuyện bằng hợp đồng và nói chuyện bằng văn bản, thì lúc đó tôi sẽ hỏi bà con là bà con là ý định là ví dụ như anh hoặc chị là ký hợp đồng với tôi là 5 năm hay 10 năm, tôi chia làm hai cữ. Có nghĩa là mình đang có hai chính sách, một là 5 năm và hai là 10 năm, đúng không ạ? Thì lúc đó là bà con bảo tôi anh Mạnh tôi ký với anh tạm thời là 5 năm thì tôi sẽ ký 5 năm. Hết 5 năm mà bà con vẫn chưa có đầu ra thì tôi lại ký 5 năm tiếp theo. Dạ. Với giá trị cố định trong 5 năm đó, ví dụ như con rúi là 700 ngàn trên 1 kg. Dạ. Thì sau này bà con chăn nuôi có hàng thịt là bà con không phải trở đến trại của tôi, mà bà con chỉ có alo cho tôi thôi, thì tôi sẽ cho anh em kỹ thuật bao tiêu đến tận nhà bà con cân đúng theo hợp đồng tính bằng kg. Như anh Mạnh có vừa chia sẻ tất cả những cái chính sách hỗ trợ cũng như là cái điều kiện mà bên trang trại anh đưa ra để có thể hỗ trợ hết sức cho bà con khi bà con có ý định là bắt tay vào chăn nuôi con rúi này. Và nếu như bà con đang có ý định tìm hiểu chăn nuôi thì bà con có thể liên hệ trực tiếp cho anh Mạnh theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại anh tại khu vực phía Nam này thì bà con có thể đến tại Trảng Bom, Đồng Nai. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo.